Xin chào quý vị và các bạn. Nếu như mà trong gia đình của quý vị và các bạn đang có những người nam giới đang có vấn đề bị liệt hoặc là bị tai biến mà không may phải nằm lâu ở trên giường, gặp những cái vấn đề mà đi tiểu không có tự chủ, thì thiết bị y tế Thanh Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái bình lượng nước tiểu thông minh di động tại nhà, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng ở trên giường, mang theo đi du lịch hoặc là bất cứ nơi đâu mà khi mà không có nhà vệ sinh thì chúng ta đều có thể sử dụng được cái bồn đựng nước tiểu này. Cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm là một cái bình đựng nước tiểu dung tích lên tới là 1,7 lít và một cái dây dẫn ống nước tiểu và một cái ca bót. Ca bót này thì đường kính là 4,5 cm, rất là rộng rãi và thoải mái cho cái người sử dụng. Ca bót này có thêm cái nắp đậy rất là thời trang và thẩm mỹ. Về cái chất liệu của cái bình đựng nước tiểu này thì làm bằng nhựa rất là nhẹ và chắc chắn, tiện lợi mang theo đi bất cứ nơi đâu, tiện lợi cho cái việc khi mà chúng ta vệ sinh và tái sử dụng được nhiều lần. Ở trên cái bình nước tiểu này nó có những cái vạch chia từ 200 ml cho tới là 1,7 lít, dễ dàng nhìn thấy được cái nước tiểu bên trong. Nếu mà nó đầy thì chúng ta có thể xả sạch lại với nước và tái sử dụng được nhiều lần. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm được một cái giải pháp khi mà chúng ta muốn chăm sóc người bệnh tại nhà hoặc là chúng ta đi du lịch, thì chúng ta đều có thể là sử dụng được cái bình đựng nước tiểu thông minh này. Nếu như mà quý vị muốn đặt hàng hoặc là tư vấn về sản phẩm thì hãy để lại bình luận bên dưới hoặc là gọi ngay cho thiết bị y tế Thanh Tuấn với số hotline 0962 136 850. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.